Cô mến chào tất cả các em học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến ôn tập kiểm tra đánh giá giữa kỳ 2 bộ môn ngữ văn lớp 6. Về nội dung giới hạn chương trình, các em sẽ ôn tập kiến thức từ tuần 1 đến hết tuần 8 học kỳ 2 với các chủ đề điểm tựa tinh thần và gia đình thương yêu. Cấu trúc đề gồm có hai phần, phần 1 6 điểm. Các em sẽ làm bài đọc hiểu, phát hiện kiến thức của văn bản và tiếng Việt với hai hình thức trắc nghiệm và tự luận. Phần 2, bài viết tập làm văn. Phần này chiếm 4 điểm trên đề thi. Về nội dung ôn tập cụ thể như sau. Về văn bản, đề sẽ cho ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Câu hỏi liên quan đến kiến thức về đặc điểm thể loại truyện và thơ với chủ đề gần gũi như người thân, mái trường, quê hương đất nước, vân vân. Các em cũng sẽ viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu để trả lời câu hỏi liên quan đến ngữ liệu trên đề, như sẽ nêu suy nghĩ về một vấn đề đặt ra trong văn bản hoặc là bài học, thông điệp mà bản thân em rút ra từ văn bản. Phần tiếng Việt, các em sẽ ôn tập các đơn vị kiến thức sau đây. Thứ nhất là dấu ngoặc kép. Tiếp theo là đặc điểm, chức năng của văn bản và đoạn văn. Và cuối cùng là ôn kiến thức về từ đa nghĩa và từ đồng âm để có thể xác định và gọi tên một đơn vị tiếng Việt có trong đoạn ngữ liệu. Các em sẽ nêu công dụng của yếu tố tiếng Việt đó hoặc có thể đặt câu với yếu tố tiếng Việt tìm được trên đề. Về tập làm văn, các em sẽ viết bài văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự chọn có chủ đề gần gũi như tình cảm gia đình hoặc tình yêu quê hương đất nước. Mời các em tham khảo gợi ý phần tập làm văn. Các em thân mến, với kiểu bài ghi lại cảm xúc về một bài thơ thì trước hết các em nên nắm vững các bước làm bài. Phần mở bài, các em cần giới thiệu tên bài thơ, tác giả và nêu cảm nghĩ chung về bài thơ đó. Phần thân bài là phần trọng tâm. Các em sẽ trình bày cảm xúc của mình về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm và lý giải cảm xúc bằng những từ ngữ được trích từ bài thơ nha các em. Phần kết bài, các em sẽ khẳng định lại cảm xúc về bài thơ vừa nêu cảm nghĩ và ý nghĩa của bài thơ đó đối với bản thân mình. Với kiểu bài này thì các em cần lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất, bài viết cần đảm bảo yêu cầu về hình thức của một bài tập làm văn gồm 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài như gợi ý vừa rồi. Người viết cần sử dụng ngôi thứ nhất, có nghĩa là xưng tôi hoặc em để chia sẻ cảm xúc của mình về bài thơ. Các em lưu ý các câu trong bài văn cần có sự liên kết với nhau thật là chặt chẽ để tạo sự mạch lạc cho bài viết của mình. Sau đây cô giới thiệu với các em một số đề tự ôn luyện ở nhà. Đề thứ nhất, viết bài văn ghi lại cảm xúc của em về một bài thơ thể hiện tình yêu quê hương đất nước mà em thích nhất. Các em có thể chọn bài thơ Việt Nam quê hương ta của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Phần mở bài, các em cần giới thiệu bài thơ Việt Nam quê hương ta, giới thiệu tác giả và nêu cảm xúc khái quát của mình về bài thơ được chọn. Có thể em nêu ấn tượng chung về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Phần thân bài, các em có thể triển khai theo các luận điểm. Luận điểm thứ nhất, em nêu cảm xúc về nội dung của tác phẩm. Các em có thể nêu cảm nhận
theo trình tự sau đây. Thứ nhất là em nêu cảm xúc về vẻ đẹp thiên nhiên. Thứ hai là vẻ đẹp phẩm chất của con người Việt Nam được thể hiện trong bài thơ. Thứ hai, em nêu nhận xét về nghệ thuật của bài thơ ở các phương diện, ví dụ như lời thơ, hình ảnh thơ, các biện pháp tu từ đặc sắc. Phần kết bài các em khẳng định lại cảm nghĩ về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân mình. Sau đây cô gợi ý các em có thể tự ôn luyện ở nhà đề bài. Viết bài văn ghi lại cảm xúc của em về một bài thơ thể hiện tình cảm gia đình mà em thích nhất. Các em có thể chọn bài thơ Những cánh buồm của nhà thơ Hoàng Trung Thông để nêu cảm nhận. Phần mở bài, em cũng triển khai các bước như đề ôn luyện vừa rồi. Phần thân bài, mình triển khai theo các gợi ý. Thứ nhất, nêu cảm xúc về nội dung của bài thơ. Trước hết là các em sẽ cảm nhận sơ qua vẻ đẹp thiên nhiên làm nền cho sự xuất hiện của hai cha con. Và cái phần trọng tâm các em cần cảm nhận chi tiết hơn đó là em sẽ nêu cảm nghĩ của mình về tình cha con cao đẹp được nhà thơ Hoàng Trung Thông thể hiện trong tác phẩm. Thứ hai là cảm xúc về tình cha con cao đẹp được thể hiện qua tác phẩm. Tiếp theo, em nêu nhận xét về nghệ thuật của bài thơ như hướng dẫn. Các em có thể nêu nhận xét của mình về lời thơ, về các biện pháp tu từ đặc sắc, vân vân. Và phần kết bài, mình cũng triển khai như cách cô đã hướng dẫn. Viết phần kết bài ở đề thứ nhất. Cô cảm ơn các em đã theo dõi tiết học. Chúc tất cả các em thi tốt nhé. Mến chào tất cả các em.